Bởi vì tôi nói là tại sao cái cổng chùa tu chuyên dạy giải thoát, chánh điện là dạy tu để thành Phật chứ không phải thành ma thành yêu gì đâu. Ta nói rõ ràng mà chưa có chùa nào dám nói cái câu này. Nên đâu phải chuyện dở đâu. Xin lỗi mình đặt cái này mà báo chí nó đặt nó quay nó lại nó hỏi mình. Nếu mà dởm dởm là mình chết với nó liền, thấy không? Thì bây giờ anh em hiểu cái này mai mốt hiểu căn bản nãy tôi nói chắc cho hỏi được. Chừng nào hỏi không được điện thoại tôi trả lời không được điện thoại tôi nói tôi trợ giúp tôi trợ giúp. Bây giờ nó gần lắm, ví dụ con ở Hà Nội đi, giờ nó người ta hỏi vậy giờ con không biết trả lời sao, chỉ cho trả lời năm đó để tôi suy nghĩ 5 phút với sự thật con điện thoại 5 phút. Thế con đừng có lo cái chuyện đó, giờ hỏi tiếp đi. Như con đọc sách đó, con hiểu là khi mà mình có công đức nhiều thì cũng như lúc đầu đi con có công đức đức nó ít, nhưng mà từ từ công đức con nó nhiều thì cái tánh thấy và cái tánh nghe của con nó kiểu như nó thanh tịnh hơn, nó kiểu như nó được sáng hơn. Thì ở trong sách nó có một đoạn như vậy, thì như con hiểu như vậy là thưa thầy là có đúng hay không? Với lại khi mà kiến tánh á, có nghĩa là mình cảm nhận được cái Phật tánh của mình là mình thấy cảm thấy mất thân, có đúng hay không ạ? Bây giờ công đức ít cần công đức nhiều thì cái này cũng khó phân biệt, nhưng mà con suy nghĩ là con ví dụ giờ thế giới vật lý á, con học lớp 1 nè, con hiểu lớp 1 lên lớp 2, hiểu lớp 2, lớp 3, hiểu lớp 3, lên đại học tự nhiên con hiểu. Thì con hỏi vậy chứ cái con người con có thay đổi gì không? Hoặc con không thay đổi, cũng ông A đó cũng là ông A, nhưng mà ông A ngày đó là học lớp 1, giờ ông A là lớp 12 hoặc đại học, nó cũng là vậy thôi. Còn cái hiểu sâu hay không cạn là do mình biết, chứ không có để người khác biết mình được đâu. Bởi vì mình có công đức ít nhiều là do mình biết. Hồi xưa mình có công đức ít thì mình cái tầm hiểu mình ít hơn. Bây giờ có công đức nhiều thì tầm hiểu mình nó nhiều hơn. Có vậy thôi. Rồi còn nãy kiến tánh phải không? Thì nãy tôi nói rồi, kiến tánh là tánh thật mình thấy. Nếu mà thấy mà thoát ra được cái tánh của con người á, thì thấy rất xa. Mà nếu mà thấy mà nó bởi vì nó có mấy cái lớp thấy định, ví dụ cái bây giờ đi cái Phật giảng đó, nó nhờ cái tánh người thấy thì nó không chuyên qua chánh tường được. Còn cái mà huệ giảng nó thấy được cái cõi vô hình, rồi cái pháp giảng thấy từng sát na, từng cái cây, từng con người, nhìn thấy sinh diệt từng con người. Đó là cái pháp nhãn. Còn cái thiên nhãn thì nãy nói rồi, thấy trong một tam giới được. Thật nhãn thấy xuyên suốt luôn, nó có như vậy đó. Nhưng mà nên nhớ tu thiền tông đừng có mong cái này. Nếu còn mong cái này là còn mê cái này hoài, còn quên cái vụ kia. Nó khổ rồi đó. Bởi vì nếu mà quên kia rồi cái đi khoe, bắt đầu con chỉ cho nó, con thấy chỉ quỳ nhãn cái gì khi đi làm thầy à, đi tôi nói chuyện với cô hồn được rồi, tôi nói chuyện này nó chết bên em dính vô cái chuyện này là làm sao giải thoát. Tôi bắt đầu thằng ta cứ bu lượng mình để cho mình nói chuyện quá khứ về ai, thành ra mình thành là nhậm tiên tri rồi, cũng đó quên mẹ cái vụ giải thoát này, cái mời kiếm tiền ông tiên tri này à, thì là nhớ thiền tâm nên bỏ đi. Đừng có ham mấy vụ thấy cái này về Phật nhãn bởi đừng thấy đâu thấy, rồi mình muốn di chuyển trong càng không vũ trụ vẫn đi đâu thì đi. Còn ở đây mình muốn di chuyển qua Mỹ phải mua vé máy bay rồi bay mấy chục tiếng mới tới Phật nhãn vô trong khỏi thành Phật khỏi, muốn một cái dèo tới cái góc trời nào cũng được nữa, tam giới nào cũng được. Không mình lo cái chuyện cho giống như còn tu mà còn tốt nghiệp đại học bác sĩ đi thì không bạc tình kiếm tiền, chứ ngồi chưa dễ có đâu đi kiếm từ đầu thì cắt định xài cái đó rồi tốt nghiệp đi, tốt nghiệp thành kỹ sư bác sĩ hay là kiến trúc sư gì vậy thì mình lấy cái nghề đó mình xài kiếm tiền rất dễ.
À, đừng có mong những cái lạc vặt này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, thưa tất cả các Phật tử của bên Thiền Tông Tăng Diệu, tôi là Lê Quốc Hùng ở Tăng Châu Tây Ninh. Cũng có một cái duyên được vào trang mạng YouTube, biết được thầy Nhân dạy pháp môn là giải thoát về Phật giáo. Thì hôm nay về là thứ nhất là được thăm chùa, được có cái duyên là gặp thầy và được gặp tất cả các anh chị em huynh đệ ở đây, mà cũng có cái buồn thấy thầy hôm nay cũng già. Thầy chỉ bây giờ mà còn khoảng chừng 30 tuổi ấy, thì thầy có thể còn sống thêm được khoảng 50 năm nữa để thầy dẫn dắt coi như là Phật tử đi cho nó dài hơn. Cũng như thầy nãy thầy có nói á, mà nếu mà khi thầy qua đời rồi thì có người khác lên thế, cũng như ông Hồ Chí Minh mà ông chết rồi thì ai cũng khóc, nhưng mà cuối cùng cũng có người khác là lãnh đạo, thì cái đó là câu nói để an ủi cho Phật tử. Thì thôi, thì cái phần lời thăm hỏi của con tới đây á, thì xin tạm nha. Và con cũng có làm một bài kệ, con cũng chưa phải là đại tử của Thiền Tông, mà cũng chưa phải là Phật tử của Thiền Tông, nhưng mà cũng mến mộ thầy, mến mộ đạo, thì có làm một bài kệ 14 câu. Còn một chút nữa thì con sẽ trình bày. Nhưng mà cái không phải là thắc mắc, không phải là gì đây để mà gặp thầy rồi hỏi những câu hỏi khó, mà buộc thầy phải đấu đáp. Quan niệm con không phải là như vậy, nhưng mà ý con muốn hỏi ngay cái chỗ là lưng hầu, để cho thầy giải đáp cho con được thỏa mãn trong cái tư tưởng của con. Và cũng chưa ai từng là giải đáp câu này cho con được thỏa mãn. Thì theo con biết là thống kê cách đây là 2000 năm, là từ thời mà công nguyên, thì loài người mình lúc đó là trên thế giới khoảng 300 triệu. Và bình quân cái con số nó kéo dài tới thế kỷ 13, là có nghĩa là khoảng 700 năm sau, nhích lên được một chút là khoảng 400 triệu người. Và kéo dài cho tới thế kỷ coi như thứ 17 á, thì con người lên được 1 tỷ mấy. Và bùng nổ dân số á, là lên được khoảng 4 tỷ mấy vào thế kỷ 18. Và qua thế kỷ 19 là lên 7 tỷ mấy, và hiện nay là thiếu độ 8 tỷ. À, thì theo cái thuyết luân hồi của nhà Phật á, thì con người khi mà gieo nghiệp thì sẽ đầu thai thành súc vật, và súc vật trả hết nghiệp sẽ đầu thai thành con người. Thì cái vế này á, con giải quyết là 5 năm là bảo hoàng. Con người khi chết làm tội bị đọa xuống địa ngục, và khi xuống địa ngục hết tội tái sanh đầu thai làm người. Cái vế này con giải quyết cũng 5 năm bỏ qua. Và con người tu, con không nói đến Phật giới, tại Phật giới là bên Thiền Tông, cái mảng Phật giới con đại nguyên và bên, con chỉ nói là cõi trời vô sắc, hữu sắc, cõi tịnh độ và cõi dục giới. Thì khi con người mình là ở cái cõi ta bà này, thì khi mình chết, dùng cái từ cho nó gian gian, cho nó dễ hiểu á, thì nếu mà trường hợp ví dụ như mình làm tội thì mình đi xuống như cái vế phải con vừa phân tích. Mà ví dụ như khi mình hết tội á, mình được phước, ở đây con chỉ nói tới là phước đức thôi, còn cái công đức của thầy thì con để qua bên, tại cái đó là cái vế về Phật giáo á. Thì khi mình làm được cái phước đức á, thì mình được đi lên, ví dụ như lên cõi trời, lên cõi tiên, lên cõi thánh. Nó thì ở trên đó hết kiếp nó tụt xuống á, thì coi như là lên xuống. Thì tính cái tỷ lệ dân số nay là gần 8 tỷ người trên thế giới. Thì mình cái đạo Phật mình đã tu nay là 2700 năm. Thì con có cái suy nghĩ của con, chắc có lẽ là đứng chỗ hễ về trển, thì coi như là trển xuống, thì coi như là cái tỷ lệ loài người mình nó phải cân bằng. Mà bây giờ cái loài người mình hiện nay là 8 tỷ rồi, nó thì coi như là trển xuống nhiều quá, chứ này chắc không lên.
cho nên là thiền tâm mình phải ra đời đẩy cho mình về Phật giới. Thì con nghĩ cái đó thôi, nhưng mà thầy có thể là giải thích cho con ở cái bùng nổ dân số hiện nay mà mỗi một con người phải có một linh hồn, thì con thiết nghĩ là phải có một cái trung tâm sản xuất linh hồn mà đáp ứng đủ cái bùng nổ thế giới này đó. Chứ còn nếu mà ở trển xuống thì đây về thì phải bảo quản, mà anh này ở trển xuống chắc ở đây không có về làm sao mà con nguyên, mà nó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ờ, xin thầy giải đáp cho con được thỏa mãn cái tưởng tượng. Đây cũng không phải là một câu hỏi khó. Ý đây là anh muốn nói là vấn đề xin nhờ thầy giải thích dùng vấn đề mà bùng nổ dân số trên thế giới này. Bây giờ đó mình mới muốn hỏi có hiểu cái này đó, thì hiểu cái nguyên tắc như này. Ở trong cái tam giới thì nó có sáu trái đất chuyên môn để mà dẫn người ta đi luân hồi. Mà cái mà nói về cái nơi mà sản xuất linh hồn á thì nó không có, mà cái tánh Phật từ ở trong Phật giới á, trong đó nó có kêu bằng trong tánh Phật gọi là có hằng hà sa số vô đây. Rồi bây giờ nói thật, bây giờ nói cái con cá đó coi, có kiểm nổi con cá dưới biển không, nó có bao nhiêu con, nó hết là con cá nó trở lại là người đó. Rồi nó hết là người cõi trời nên sẽ xuống cũng là người, vì con người là gọi là trung tâm luân hồi. Anh hỏi cái câu gọi là sản xuất linh hồn là không đúng, mà cái tánh Phật gốc từ bên Phật giới muốn vào trong cái trái đất với cái tam giới mình là cái nơi quay để đi luân hồi. Luân hồi trong cái quay này nó có một cái chi nhánh đó, gọi là tạo công đức. Anh vô đây đầu tiên có đọc là cái quyển số mấy mà tôi nói vô đây để tạo công đức, chứ tánh Phật phải vô đây để đi luân hồi. Ổng khi dễ á, ổng nói là vô đây không ai ép được ổng á. Ông tánh Phật ổng nói vậy nè, tôi vô đây tôi mượn công tánh người, ở mượn thân người để tôi tạo công đức, chứ tôi không có thèm đi chơi đi đấy. Nhưng mà quên rằng vô quy luật luân hồi phải hiểu cái chỗ này nè. Thứ nhất, cái con người mình không có nha, phải xác nhận là cơ đình không có, mà rất khoa học. Con người mình là do tứ đại hợp lại mới có con người. Rồi thứ hai, cái tánh người nó cũng không có, do cái quy luật, tại cái quy luật nhân quả đó, nó kéo nó ra thành cái tánh người. Mà trong tánh người, cái tánh người nó có phát ra 16 thứ tánh và 84.000 cái ảo nữa. Thành ra người ta không có hiểu. Bây giờ nên nhớ là mình cái dynamo điện đó, nó vừa đứng thì nó không có gì hết, nó phát ra ví dụ 16 bóng đèn, 16 thứ đi, thì nó phát ra đủ hết. Rồi những cái tia nhỏ đó là, thì Đức Phật gọi là 84.000. Cái đó là cái ảo giác, cái ảo giác quy luật luân hồi. Mà còn nói là cái số người, tại sao bây giờ nó lên 8 tỷ người. Nên nhớ là quy luật không, cái con người mà trái đất này lên tới 10 tỷ là nó bị rồi đó, à nó diệt hết rồi, đã để nó trở lại là cái nguyên thủy lại. Bây giờ nó cái trả lời cái là nơi sản xuất linh hồn không có, mà đây là cái tánh Phật nó có bên Phật giới đó, thì giống như là tánh Phật bên Phật giới này giống như cái biển nó rộng mật trứng con cá đó, anh không thể đếm hết được đâu. Mà con cá nó muốn vô trong cái này, vô trong cái dòng luân hồi này để nó tạo công đức để về Phật giới để thành con cá đó, lên xuống là cái chỗ này. Nhưng mà nên nhớ là vô thì ít mà ra, vô thì rất nhiều, ra thì không có bao nhiêu. Nhưng mà các nơi đã lợi bây giờ nè, sở dĩ mà bây giờ nè các thú mà trong rừng đếm hết không, rồi các cõi trời, cõi tiên, cõi thần mình đâu có đếm hết. Còn cõi người bây giờ là ngạ quỷ, đâu cái ngạ quỷ mà nó trở lại làm người á, ngạ quỷ là linh hồn đó, nó đồng ý từ linh hồn nó trở về dòng tộc để làm người, nậu đó đếm không hết được, thì là còn hàng mấy ngàn tỷ chứ đừng có nói tụi mình đã có 8 tỷ người ở thôi. Nhưng mà cái quy luật luân hồi trái đất này 10 tỷ người bắt đầu phải biết quy gì vậy? Đây là cái chu kỳ của nó. Mà cái này nói ra đó thì nó phạm vào cái mê tín. Mà Đức Phật chứng minh là cái mỗi lần mà con người lên tới
9 tỷ, 10 tỷ người là cái đất bị quỷ diệt, nó không chịu nổi. Bây giờ thí dụ cái thành phố anh nó chứa 10 triệu người mà giọng 200 triệu anh chịu nổi không? Bắt buộc phải dùng thủ đoạn để giết bớt đi, để chiếm đất của người ta. Thì bây giờ hồi xưa đó, mình cái một mẫu đất á, 10 người sống mà giờ nó 100 người là sao? Dùng thủ đoạn đẩy cái ra chứ nó bắt buộc nó vậy. Đây là cái quy luật luân hồi. Còn anh nói về sản xuất linh hồn nó không có, mà từ tánh Phật vào đây mượn thân người để trở về Phật giới, nhưng mà nó bị là cái tử cung của người mẹ làm cho quên hết cái ý chí đó. Rồi thứ hai nữa là cái điện từ âm dương nó cuốn hút nó tới thành cái tánh người. Mà trong tánh người có 16 thứ, mà cái tánh người mà ham đi chơi đó là cái thật tưởng và tham. À, nó kẹt cái vụ tưởng là tham nó dẫn đi. Rồi trong khi đó nữa là 16 cái thứ của tánh người, mỗi thứ nó thích một chuyện, làm cho tánh Phật giống như ông uống 100 lít rượu hết biết đường đi á. Anh phải hiểu cái chuyện này. Mà cái quy định mà nên nhớ rằng Đức Phật bảo á, khi Đức Phật mà phổ biến, khi là Phật thành đạo mà phổ biến này ra thì 3.000 năm thì trái đất này không còn nữa. Vì thế mà cái đời gọi là cái đời mạt pháp á, mạt pháp là 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập nước bàn, rồi 500 năm sau cùng nó chia ra mạt thượng pháp, mạt trung pháp, mạt pháp, rồi mạt hạ pháp là xong, là hạ nở rồi. Là ý ông muốn nói là cái trái đất này phải tiêu diệt sự sống. Mà bây giờ đó, bây giờ người ta chế bom nguyên tử nha, giết một lần mấy vạn người. Nhưng mà về sau nó sẽ có một cái văn minh hơn nữa, nó chế bằng bom điện tử đó. Cái đó là mới rắc rối đó. Nó chỉ cần bom điện tử nó thân xin lỗi, muốn hủy diệt cái thành phố 5 giây mất. Bây giờ mình bom điện tử nổ ra cái đùng chết cái vùng đó thôi, 5-10 cây số Bắc Kinh thôi. Chứ còn bom điện tử, bởi vì nó lấy từ điện trong không gian, nó hủy diệt, nó hủy sự sống bằng cái điện tử, mới khổ nhỉ. Mà bây giờ chưa ai nói, mà ông Phật có nói mà. Bây giờ tôi nói lẽ để nghe ra với sự thật. Nó còn những cái khí cụ cung kinh khủng nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải bom điện tử diệt người không nổi đâu, giờ không thành nó đây là chuyện khác. Đó, mình nói là tới khi cái đầu con người nó văn minh là thì ai cũng có bảo bối trong người, thì có chuyện xin lỗi giết chóc nhau là chuyện nhỏ. Thì trả lời cho nó là nó, anh nói là tại sao mà cứ hồi đó nó nhỏ, bây giờ nó mấy tỷ người thì nó tường các nơi nó được trở lên làm người, chứ nội nó xin lỗi một chỉ cần một thái bình dương của mình anh điếm con cá ra, ta lấy cái vỏ điếm hết nổi không? Không nổi đâu. Rồi còn các loài nữa, còn con hồ nó quý. Bây giờ ai mà nhìn, ai mà có con mắt huệ nhãn nhìn thấy con hồ, trời ơi, cái gì chắc luôn. Thì bây giờ mình muốn nói cái chứng minh trên này nè. Bây giờ tôi nói là hình ảnh ở trên cái trái đất này nè, mà các đài truyền hình nó phát ra đó, anh tính hết nổi không? Cả thế giới này phát cái hình ảnh tính nổi không? Nội cái vụ ngồi ở đây thôi chút, cái hình ảnh nó chằng chịt khủng khiếp lắm. Bao nhiêu bậc độ cái Việt Nam mình mà bao nhiêu 60 đài mà nó phát ra một lượt, tôi thấy bao nhiêu anh điếm hết đâu đó. Còn mình thì thua gì, mình mấy tỷ người thì cái chuyện nó cũng nhỏ. Nhưng mà nên nhớ là nó mà cấu tạo lớn quá thì bắt buộc con người phải hủy diệt theo cái chu kỳ thành trụ hoại diệt của trái đất này. Trái đất này không chứa được 10 tỷ người, 10 cái chừng bây giờ tới 8 tỷ người, 8 tỷ cái đầu á, nó có 4-5 cái tỷ đầu á, mà nó muốn bóp trái đất này lúc nào nó bóp, còn lên 10 tỷ thôi khỏi. Anh có hiểu không? Cái thắc mắc gì thì hỏi gì. Thưa thầy, thầy giảng là cái đoạn mà xuất vật thành người, thì người có thể thành xuất vật, thì cái đó thì con nghĩ nó là 5 năm. Nhưng mà thầy giảng ở cái đoạn này, cái đoạn là Phật tánh,
vào trong cái cõi này để được thành kim thân Phật, mà bị dính kẹt trong đây ra không được thì cái đoạn đó con thỏa mãn. Mà 2,000 mấy trăm năm nay tu không có được thành bao nhiêu người là tại vì quyền ký chưa ra đời. Cho nên hôm nay quyền ký ra đời để dẫn con người giác ngộ và giải thoát để về Phật giáo nhé. Thì con nghĩ từ đây về sau chắc có lẽ là dẫn thôi, tại vì được đi về trận, chứ còn trước đây bị dính kẹt thì không được. Cái đó là cái suy nghĩ của con. Thì đạo Phật là một đạo hết sức là khoa học, mà các nhà khoa học hiện đại hiện nay trên thế giới chưa có một cái đạo nào mà làm thỏa mãn nhà khoa học bằng cái đạo Phật. Chỉ có đạo Phật mới làm thỏa mãn những nhà khoa học hiện đại. Nhưng mà đạo Phật thì có hai cái gọi là tuyệt đối. Thứ nhất là thuyết luân hồi, thứ hai là luật nhân quả. Thì ở đây thầy có nhắn tới hai chữ luân hồi, còn nhân quả thì chắc là những nôm na tại vì con chưa nghe thầy dạy. Nhưng mà cái luân hồi thì thầy nói con cũng thỏa mãn. Thì nội dung của con hôm nay về đây thì gặp thầy để trao đổi với thầy, và con có làm một bài kệ. Con cũng chưa phải là Phật tử của Thiền Tông, nhưng mà con cũng trình bài kệ của con để lên với thầy. Nếu mà có những chi mà sơ sót mà có thể là vi phạm tới nội quy của chùa thì coi như là mong thầy coi như là giúp chỉ giùm. Con xin mở lên cái bài kệ của con là nói chung nói về là chùa Thiền Tông Tăng Diệu dạy giác ngộ và giải thoát. Trong đó là những cái vế, trong đó là quyền ký, rồi Phật giáo giải thoát. Ngoài ra không có gì không có gì mà sâu xa. Trong cái cuốn này là ông Trần Nhân Tông